Những lĩnh vực chính trong hợp tác phát triển của Đan Mạch với Việt Nam là tăng trưởng xanh, các hoạt động về biến đổi khí hậu, phát triển kinh doanh thương mại, nước sạch và vệ sinh, văn hóa, các hoạt động hỗ trợ quản trị nhà nước. Ngài đại sứ tin tưởng sự hỗ trợ của Đan Mạch sẽ giúp Việt Nam đi đến cải cách theo hướng xanh hơn cho nền kinh tế và người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu sẽ được hỗ trợ một cách tốt nhất. Hoạt động hỗ trợ của Đan Mạch dành cho Việt Nam còn bao gồm chương trình hỗ trợ văn hóa toàn diện, chú trọng sự đổi mới và ủng hộ những nghệ sĩ đương đại.